Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo Cổng Thông tin Quân sự Defense Express, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ CAST của Nga vừa công bố một nghiên cứu dài 80 trang, phân tích chi tiết về năng lực sản xuất quân sự của các nước phương Tây. Báo cáo này được đặt trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine khi nhiều quốc gia phương Tây đang tích cực hỗ trợ quân sự cho Kiev. Nghiên cứu này cho thấy cái nhìn sâu sắc về cách Moscow đánh giá tình hình hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây, bao gồm cả thành công và thất bại trong những năm gần đây. Đồng thời, báo cáo cũng cho thấy cách Nga so sánh những điều này với ngành quốc phòng trong nước, những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách và chiến lược dài hạn của Điện Kremlin. Theo các chuyên gia của CAST, mục tiêu hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây hiện nay là để nhanh tốc độ và tăng khối lượng sản xuất. Họ nhận định rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh chất lượng không thể hoàn toàn thay thế được số lượng. Báo cáo còn chỉ ra rằng năng lực sản xuất của châu Âu đang bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, thiếu nguyên liệu thô, thiếu nhân lực, giá năng lượng cao và phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn từ chính phủ. Những rào cản này vẫn tồn tại bất chấp các khoản đầu tư lớn gần đây vào việc hiện đại hóa và mở rộng cơ sở công nghiệp. Hệ quả là các nước châu Âu buộc phải nhập khẩu vũ khí phòng không từ nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và Hàn Quốc. Theo số liệu từ viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, xu hướng này đã giúp thị phần vũ khí toàn cầu của Mỹ tăng từ 34% lên 42% trong những năm gần đây. Mặc dù vậy, các công ty quốc phòng châu Âu cũng đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Ví dụ, tổng công suất sản xuất đạn dược đã tăng gấp đôi lên 1,2 triệu viên đạn mỗi năm. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Trong khi đó, lâu năm góc vừa qua cảnh báo kho vũ khí Mỹ đang cạn do viện trợ cho Ukraine. Kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp quốc phòng quốc gia ghi rõ, hoạt động viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine cho thấy những thách thức trong việc duy trì, tái thiết và tăng sản lượng kho dự trữ đạn dược của Washington. Bản kế hoạch thông tin thêm, lâu năm góc cần tăng cường năng lực để đảm bảo sản xuất đủ những loại đạn dược mới, tiên tiến hơn. Trong khi đó, tờ The Economist đưa tin, Mỹ không còn đủ khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tờ The Economist trích dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho hay, chúng tôi không còn gì để cung cấp cho họ. Trong trường hợp vẫn cố gắng viện trợ, thì chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nghiêm trọng ở những nơi khác. Hiện không rõ liệu Washington có thể cung cấp hoặc sản xuất đủ vũ khí cho Ukraine hay không. Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, quốc gia này đang thiếu hụt một số loại tên lửa phòng không do viện trợ cho Israel và Ukraine, làm dấy lên câu hỏi về khả năng ứng phó của Lầu Năm Góc với cuộc xung đột ở Trung Đông, châu Âu và cuộc đối đầu tiềm tàng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Business Insider, trong đoạn video do lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine công bố, một xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất đang tấn công các vị trí nằm dọc theo hàng cây ở vùng biên giới Kursk của Nga. Lữ đoàn 47 tuyên bố đã xóa sổ các vị trí của Nga bằng tên lửa chống tăng cũng như hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ. Những hình ảnh được quay bằng máy bay không người lái UAV và camera gắn trên xe cho thấy hoạt động chiến đấu rất dữ dội. Trong một cảnh quay, xe Bradley của Ukraine đã triển khai pháo sáng tạo màn khói trước khi bắn vào các vị trí của Nga dọc theo hàng cây bằng súng máy Burst Hồi tuần trước, Lữ đoàn 47 đã chia sẻ một video về hai phương tiện do Mỹ sản xuất hoạt động ở Kursk. Đây cũng là video đầu tiên công khai xác nhận Abrams và Bradley hoạt động ở vùng Kursk của Nga. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine công bố cho thấy xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley đã phá vào hàng loạt các nhà ở một ngôi làng tại tỉnh Kursk của Nga. Chưa rõ mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thiết giáp Ukraine hứng hỏa lực trả đũa của Nga. Đây là lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện tại tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào đất Nga hồi đầu tháng 8. Trang tin Vesna cho biết, trận đánh diễn ra ở làng Novoivanovka nơi xe tăng Nga từng hạ thiết giáp M2 Bradley của lữ đoàn 47. Trang tin Nga cho hay, quân đội Ukraine phải gấp rút điều động xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley từ mặt trận Popros thuộc tỉnh Donetsk đến Kos. Mỹ đã chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Ukraine từng tuyên bố, mẫu xe tăng có giá 10 triệu đô la Mỹ của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để giúp họ chập thủng phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên, lực lượng xe tăng này hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO. Ukraine hiện đang vô cùng cần các phương tiện bọc thép. Tin tốt cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine là Croatia sẵn sàng thay mới đội xe tăng và phương tiện chiến đấu từ thời chiến tranh lạnh. Chính phủ Croatia đã nhất trí bán 30 xe tăng M-84 cùng với 30 phương tiện chiến đấu M-80 cho chính phủ Đức quốc gia mà sau đó sẽ hỗ trợ các phương tiện này cho chính phủ Ukraine. Croatia có kế hoạch dành số tiền bán được cho Đức để mua các xe tăng Leopard hay A8 do Berlin sản xuất. Với 60 xe tăng và phương tiện chỉ đấu cũ của Croatia, Ukraine có thể trang bị cho hai tiểu đoàn hoặc một nửa lữ đoàn. Không phải tình cờ mà các quan chức Ukraine gần đây thông báo họ sẽ nâng cấp lữ đoàn bộ binh 156 mới thành một lữ đoàn cơ giới. Lữ đoàn cơ giới 156 là một trong 14 lữ đoàn mới mà lực lượng mặt đất Ukraine mới thành lập gần đây. Ít nhất, 10 lữ đoàn trong số đó thuộc biên chế của quân đội. Hầu hết, các lữ đoàn mới này ban đầu là các lữ đoàn bộ binh, thiếu nhiều trang thiết bị hạng nặng. Một lữ đoàn cơ giới của Ukraine thường có 31 xe tăng và 93 phương tiện chiến đấu. 10 lữ đoàn cơ giới sẽ cần 310 xe tăng và 930 phương tiện chiến đấu. Mới đây vào tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Chính phủ của ông thậm chí không thể trang bị vũ khí hạng nặng cho 4 trong số 14 lữ đoàn mới. Có vẻ Ukraina thiếu gần 200 xe tăng và 600 phương tiện chiến đấu. Ngành công nghiệp Ukraina tự sản xuất một số phương tiện mới, thường lập bằng cách lấy những phương tiện cũ ra khỏi kho và nâng cấp chúng bằng lớp giáp bổ sung cũng như hệ thống kiểm soát hỏa lực tốt hơn. Một nguồn khác đó là nước ngoài đã gửi nhiều phương tiện tới Ukraina. Tuy nhiên, Ukraina đã mất gần như chính xác số lượng xe bọc thép mà họ nhận được từ các đồng minh của mình. Nói cách khác, Ukraine có thể sản xuất đủ xe bọc thép để duy trì các lữ đoàn chiến đấu trên bộ cũ của mình, nhưng họ đang phải vật lộn để sản xuất phương tiện cho bất kỳ lữ đoàn mới nào mà họ thành lập. Không thành lập các lữ đoàn mới thực sự không phải một sự lựa chọn. Nhiều lữ đoàn cũ của Ukraine đã chiến đấu không ngừng nghỉ kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Họ đã mệt mỏi và sự kiệt sức đó có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, các chỉ huy của Ukraine đang tuyệt vọng trong việc luân chuyển các lữ đoàn mệt mỏi khỏi tiền tuyến. Tuy nhiên, họ cũng tuyệt vọng không kém trong việc đảm bảo các lữ đoàn thay thế có đủ xe bọc thép. Các xe tăng Leopard 1A5 và Leopard 2A4 do Đức sản xuất, dù đến muộn nhưng đã giúp ích cũng như các lô xe mới từ Mỹ, Pháp và Australia. Với những phương tiện này và các xe tăng M84 và M80 cũ của Croatia, Ukraine đang dần cơ giới hóa ít nhất, 9 trong số 14 lữ đoàn mới đó. Tất nhiên, thời gian là một yếu tố tận dụng sự suy yếu ngày càng trầm trọng của lực lượng Ukraine. Quân đội Nga đang tăng cường gấp đôi các cuộc tấn công của họ và tiến vào một số khu vực quan trọng của tiền tuyến, trải dài hơn 1.000 km. Dù vậy, các lữ đoàn mới được trang bị của Ukraine, bao gồm lữ đoàn cơ giới 156, không thể đến đủ nhanh. Quân đội Nga được cho là đã giành được thị trấn Selidove. Đây cũng là thị trấn cuối cùng trên đường tiến vào Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của các lực lượng Ukraine tại khu vực Donetsk một đoạn video được công bố dường như cho thấy các binh lính nga đang ở trong văn phòng của hội đồng thành phố Deep State, một tổ chức có liên hệ với quân đội Ukraine cho hay trên Telegram. Thị trấn này nằm trên đường tới Pokrovsk, một mục tiêu chiến lược quan trọng mà các lực lượng của nga muốn đạt được. Việc Pokrovsk sụp đổ có thể là cú đánh chí mạng vào phòng tuyến của Ukraine và dọn đường cho nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk, một trong những mục tiêu của tổng thống nga Vladimir Putin. Điều này cũng tạo nên những mối đe dọa mới cho khu vực Donetsk lân cận ở phía Tây. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời người đứng đầu khu vực Donetsk, ông Denis Pushilin xác nhận cuộc tiến công vào Selidov. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa bình luận về việc Selidov thất thủ. Ngân hàng đầu tư Dragon Capital có trụ sở tại Kiev cho hay. Như vậy, các lực lượng của Nga đã kiểm soát được 170 km vuông trong 7 ngày qua, đồng thời nói rằng điều này đánh dấu thành quả lãnh thổ theo tuần lớn nhất của Nga trong cuộc tấn công vào miền đông năm nay. Trong khi đó, theo công bố mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, ISW cho thấy quân đội Nga trong tháng 8 và tháng 9 kiểm soát thêm lãnh thổ rộng lần lượt là 477 km vuông và 459 km vuông tại vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. Tính từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 27 tháng 10, lực lượng Nga giành được thêm 478 km vuông. Hãng thông tấn AFP nhận định đây là bước tiến lớn chưa từng có của Nga kể từ khi rút quân khỏi thủ đô Kiev và khu vực miền Bắc Ukraine vào tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi xung đột bùng phát. Phần lớn khu vực Nga kiểm soát thêm trong tháng 10, khoảng 324 km vuông, nằm ở tỉnh Donetsk. Các đơn vị Nga hiện còn cách thành trì trọng yếu Pokrovsk do Ukraine kiểm soát vài km, đang tiếp cận thành phố từ phía nam và phía đông, đồng thời bao vây nhiều khu đô thị chốt chặn như Selydovo và Kurakhov. Quân đội Nga cũng giành được khu vực rộng hơn 40 km vuông gần Kupiansk, thành phố chiến lược về giao thông kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine. Nga từng giành được Kupiansk trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, song đã bị Ukraine đánh bật khỏi đây trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga đã giành lãnh thổ rộng gần 67.200 km vuông. Nếu tính cả bán đảo Crimea và khu vực do lực lượng ly khai Donbass kiểm soát trước xung đột, Nga đang nắm giữ diện tích tương đương 18,2% lãnh thổ Ukraine hồi năm 2013 khi nước Mỹ chuẩn bị bước vào một nhiệm kỳ tổng thống mới. Các chuyên gia như giáo sư khoa học chính trị Stephen Simbala tại Đại học Penn State, Brad White và Lawrence Koff, đại úy hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng phục vụ tại Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Reagan, nhận định rằng tổng thống kế nhiệm sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng liên quan đến chính sách đối ngoại, từ sự cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc và Nga đến vấn đề di cư. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế mà còn tác động sâu sắc đến chính trị nội bộ. Thứ nhất, cuộc cạnh tranh địa chính trị mới, một trong những thách thức lớn nhất mà tổng thống mới của Mỹ sẽ phải đối mặt, là sự tái xuất hiện của cuộc cạnh tranh địa chính trị tương tự như thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại phức tạp hơn nhiều. Thay vì chỉ có hai siêu cường, thế giới đang chứng kiến sự hình thành của nhiều liên minh giữa các quốc gia, một bên là các quốc gia hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh quốc tế, trong khi bên kia là những quốc gia phản đối trật tự quốc tế hiện tại ví dụ như Trung Quốc, Nga, Iran. Hai chuyên gia trên cho rằng, việc duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong bối cảnh này sẽ đòi hỏi một chiến lược linh hoạt, có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng trong môi trường địa chính trị. Thứ hai, vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thách thức thứ hai liên quan đến khả năng phổ biến vũ khí này. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm tăng mối lo ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đưa ra những lời cảnh báo liên quan. Điều này không chỉ làm tăng căng thẳng giữa các cường quốc mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), số lượng đầu đạn hạt nhân chiến thuật toàn cầu vẫn ở mức cao với khoảng 13.000 đầu đạn. Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ cần phải tìm cách duy trì sự ổn định trong bối cảnh này, đồng thời đảm bảo rằng các đồng minh của Washington vẫn tin tưởng vào khả năng bảo vệ từ Mỹ. Thứ ba, sự ổn định của nền dân chủ phương Tây các quốc gia như Mỹ và nhiều nước Tây Âu đang chứng kiến sự suy giảm niềm tin vào hệ thống chính trị của họ. Theo một khảo sát của Pew Research Center, chỉ 45% người Mỹ tin rằng nền dân chủ của họ hoạt động tốt. Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ cần phải giải quyết những vấn đề này, không chỉ bằng cách củng cố nền tảng dân chủ trong nước mà còn thông qua việc khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Thứ tư, vấn đề di cư. Mỹ đang phải đối mặt với một làn sóng di cư lớn từ các quốc gia kém phát triển hơn do xung đột và khủng hoảng kinh tế. Theo dữ liệu từ Liên hợp quốc, Số lượng người di cư toàn cầu đã đạt 280 triệu vào năm 2020, tăng 40% so với một thập kỷ trước. Các thành phố lớn như New York và Chicago đang gặp khó khăn trong việc quản lý số lượng người di cư mới đến, dẫn đến căng thẳng ngân sách và xã hội. Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này thông qua hợp tác quốc tế và phát triển các chính sách nhập cư hợp lý để vừa bảo vệ quyền lợi của người di cư, vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội Mỹ. Tóm lại, Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về chính sách đối ngoại, từ cuộc cạnh tranh địa chính trị mới đến vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân và sự ổn định của nền dân chủ phương Tây. Sự thành công hay thất bại trong việc giải quyết những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Washington trên trường quốc tế mà còn tác động sâu sắc đến tương lai chính trị nội bộ của nước Mỹ. Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm bầu cử Mỹ. Tổng thống Joe Biden mới đây đã xếp hàng cùng hơn 100 người bỏ phiếu sớm tại Delaware và bỏ phiếu cho Phó tổng thống Kamala Harris. Chỉ 3 tháng trước, ông vẫn nghĩ rằng sẽ bỏ phiếu cho chính mình. Khi được hỏi liệu đây có phải là cảm giác ngọt ngào lẫn đắng cay không, ông Biden trả lời: "Không, chỉ là cảm giác ngọt ngào thôi." Bên ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Newcastle, trong khu vực bỏ phiếu gần quê hương Wilmington của ông, Tổng thống Biden chào đón những người bỏ phiếu lần đầu, chụp ảnh và đẩy xe lăn của một cử tri trong khi họ chờ đến lượt mình. Quyết định rời bỏ cuộc đua tổng thống được ông Biden đưa ra vào ngày 21 tháng 7 sau áp lực nặng nề từ các nhà lãnh đạo đảng trong mối lo ngại rằng đương kim tổng thống 81 tuổi đã quá lớn tuổi để giành chiến thắng và tiếp tục đảm nhận vị trí thêm 4 năm nữa. Ông Biden, người từng là phó tổng thống dưới chính quyền tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, Barack Obama, hiện kêu gọi đảng Dân Chủ đoàn kết ủng hộ cho một ứng viên mà nếu chiến thắng vào ngày 5 tháng 11 sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là người da màu và gốc Nam Á được bầu làm tổng thống Mỹ. Hơn 20 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng. Ông Biden bỏ phiếu cho bà Harris khi bà đang đến vùng Trung Tây để tham gia một cuộc vận động tranh cử. Ông Biden tỏ ra rất tự tin khi quảng bá những thành tựu của chính quyền tại Pittsburgh và tập hợp sự ủng hộ cho bà Harris tại một tiểu bang chiến trường quan trọng. Ông nói, chúng ta sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania. Giơ tay lên không chung trước hàng chục tình nguyện viên tổng đài điện thoại tại Hội đồng Lao động quận Allegheny ông cũng xuất hiện cùng thượng nghị sĩ John Fetterman, đảng viên dân chủ của Pennsylvania và phát pizza từ một nhà hàng địa phương để cảm ơn các tình nguyện viên. Bốn năm trước, ông Biden có vợ là Jill Biden bên cạnh khi ông bỏ phiếu cho chính mình. Đệ nhất phu nhân không có mặt ở Delaware lần này để bỏ phiếu cùng chồng. Bà đang tham dự các sự kiện chính trị liên tiếp ở Michigan và Wisconsin, vận động cho người kế nhiệm chồng bà trong đảng Dân Chủ. Thủ tướng Slovakia Robert Fico người sống sót sau vụ ám sát hụt hồi tháng 5, tiết lộ tính mạng của ông suýt gặp nguy hiểm lần thứ hai liên quan tới quan điểm về xung đột ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Standard có trụ sở tại Bratislava vừa qua, Thủ tướng Robert Fico cho biết một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt tại sự kiện ở miền đông Slovakia vào đầu tháng 10. Theo ông Fico, đối tượng bị bắt giữ đã thù ghét ông vì thái độ của Thủ tướng Slovakia đối với Ukraine. Cũng theo ông, một vũ khí đã lên đạn được tìm thấy trên người nghi phạm khi hắn đi qua máy dò kim loại. Sự kiện mà ông Fico đề cập được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 để kỷ niệm 80 năm trận chiến đèo Dukla. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Fico, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cùng các thành viên chính phủ và quốc hội. Lâu nay, ông Fico đã thẳng thắn chỉ trích chính sách cung cấp viện trợ sát thương của EU cho Ukraine trong quá trình xung đột với Nga. Theo ông, xung đột Nga-Ukraine nên được giải quyết theo biện pháp ngoại giao. Ông Fico trở thành Thủ tướng Slovakia nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 10 năm 2023 sau khi điều hành một chiến dịch phê phán sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Với tư cách là Thủ tướng, ông Fico đã quay ngoắt 180 độ chính sách đối ngoại của Slovakia cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ trước đó dành cho Ukraine. Thủ tướng Fico cam kết chấm dứt ngay sự ủng hộ quân sự dành cho Ukraine và hứa hẹn ngăn chặn tham vọng của Ukraine muốn gia nhập khối quân sự NATO. Sau bầu cử Slovakia, ông Fico không úp mở về sự cảm tình mà ông dành cho Nga. Ông chỉ trích lực lượng phía Ukraine vì đã thách thức Nga trong cuộc xung đột. Ông Fico trở thành đồng minh thân cận của Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán, trong việc chỉ trích Liên minh châu Âu, EU. Về đối nội, chính phủ Liên minh của Thủ tướng Fico đang thúc đẩy các cải cách gây tranh cãi, như xem xét lại toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự, giảm hình phạt đối với tội tham nhũng, bãi bỏ văn phòng công tố đặc biệt. Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Israel cho hay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo đảng Likud đã nói rằng chính quyền Tel Aviv không hề nhận được một lời đề nghị ngừng bắn 48 giờ ở giải Gaza để đổi lấy việc Hamas thả tự do các con tin. Thông cáo viết, Israel chưa từng nhận lời đề nghị ngừng bắn 48 giờ ở giải Gaza để đổi lấy việc Hamas thả 4 con tin. Nếu lời đề nghị đó được đưa ra, thì Thủ tướng Israel sẽ chấp nhận ngay lập tức. Theo trang tin Al-Arabiya, Động thái trên của văn phòng thủ tướng Israel là để bác bỏ thông tin theo Avid gần đây đã nhận được lời đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Hamas từ chính quyền Ai Cập. Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết, Ai Cập đã đề xuất lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 2 ngày tại giải Gaza để trao đổi 4 con tin người Israel lấy một số tù nhân Palestine trong bối cảnh các cuộc không kết của quân đội Israel hôm 26 tháng 10 khiến ít nhất 45 người Palestine thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Abdel Fattah NCC đã đưa ra thông báo trên khi các nỗ lực nhằm xoa so dịu cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn một năm được tiếp tục tại Qatar với sự tham gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA và Cục Tình báo và Đặc nhiệm Israel Mossad. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Cairo có sự tham gia của Tổng thống Algeria Abdel Madizid Tebune, Tổng thống Ai Cập NCC cho biết các cuộc đàm phán nên được nối lại trong vòng 10 ngày kể từ khi thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời. Hiện chưa có bình luận từ Israel hoặc Hamas, nhưng một quan chức Palestine đã nói với Reuters Tôi hy vọng Hamas sẽ lắng nghe những đề nghị mới, nhưng vẫn cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh và đưa lực lượng Israel ra khỏi Gaza. Israel từng tuyên bố cuộc chiến không thể kết thúc cho đến khi phong trào Hamas bị xóa sổ. Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm của Israel ở Gaza, khiến hơn 140.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, trong khi đó, hầu hết cơ sở hạ tầng của Gaza bị phá hủy và phần lớn dân số phải di rời. Lực lượng Hezbollah cho biết, họ đã bầu phó thủ lĩnh Naim Qasem, kế nhiệm tổng thư ký bị ám sát. Hassan Nasrallah, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hơn một tháng trước. Hezbollah cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng Hội đồng Sura đã bầu ông Qasem 71 tuổi, theo cơ chế đã được thiết lập để lựa chọn tổng thư ký. Ông Naim Qasem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh của Hezbollah năm 1991 bởi tổng thư ký lúc bấy giờ của lực lượng này là ông Abbas al-Musawi, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm sau đó. Ông Qasem vẫn đảm nhiệm vai trò của mình khi ông Nasrallah trở thành thủ lĩnh và từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm qua. Ông Nasrallah bị sát hại hồi cuối tháng 9 và một nhân vật cấp cao khác của Hezbollah là ông Hashem Safieddin, được coi có khả năng là người kế nhiệm nhất, đã bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel một tuần sau đó. Kể từ khi ông Nasrallah thiệt mạng, ông Qasem đã có 3 bài phát biểu trên truyền hình, bao gồm một bài phát biểu vào hồi đầu tháng 10, trong đó ông cho biết Hezbollah ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Liban. Ở chiều đối diện, tài khoản của chính phủ Israel trên mạng xã hội X đã bình luận về việc bổ nhiệm ông Qassem. Nhiệm kỳ của ông ở vị trí này có thể là ngắn nhất trong lịch sử Hezbollah. Nếu ông tiếp bước người tiền nhiệm ông Hassan Nasrallah và ông Hassan Safieddin, tài khoản này viết không có giải pháp nào khác ở Liban ngoại trừ việc giải thể Hezbollah. Tuy nhiên, dù mất nhiều thành viên cấp cao, Hezbollah vẫn tiếp tục chiến đấu. Theo ước tính của Mỹ và Israel, nhóm này có khoảng 40.000 chiến binh cùng với kho vũ khí lớn và mạng lưới đường hầm rộng lớn gần biên giới Israel. Được thành lập tại Libya vào năm 1982, Hezbollah là thành viên đáng gờm nhất trong trục kháng chiến của Iran, gồm các lực lượng không chính quy chống Israel. Bản thân nhóm này cũng là một thế lực đáng kể trong khu vực. Nhờ có sự hậu thuẫn từ Iran trong nhiều thập kỷ, trước cuộc xung đột hiện tại, Hezbollah là một trong những tổ chức phi nhà nước được trang bị tốt nhất thế giới, với kho vũ khí gồm 150.000 rocket tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Theo kênh truyền hình France 24 của Pháp, dù phải hứng chịu đòn tấn công hủy diệt từ Israel trong hơn một tháng qua, Hezbollah vẫn thể hiện khả năng tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ đối phương. Điều này cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của phong trào vũ trang ở Liban trong việc duy trì hoạt động quân sự. Nhận định về vấn đề trên, giáo sư Fawad Gerges thuộc Trường Kinh tế London Anh cho rằng, Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, Hezbollah đã giành lại thế chủ động và đang thực hiện các đòn phản công hàng ngày vào Israel. Điển hình là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào nơi ở của thủ tướng Israel Netanyahu ở Kaesera, một địa điểm cách xa biên giới Liban. Israel đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa Hezbollah từ cuối tháng 9 năm nay. Các cuộc không kích đã phá hủy nhờ vị trí của phong trào này ở miền nam Liban, thung lũng Beqa và cả thủ đô Beirut. Đáng chú ý, các đợt tấn công đã hạ sát nhiều lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, bao gồm Tổng thư ký Hassan Nasrallah và người kế nhiệm Hazem Saeedin. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cấu trúc tổ chức đặc biệt của Hezbollah chính là chìa khóa giúp họ duy trì khả năng chiến đấu. Nhóm này áp dụng mô hình trao quyền cho cấp dưới đưa ra quyết định độc lập trên chiến trường dựa trên ý định của chỉ huy. Theo đó, cho phép các đơn vị cơ sở tự đưa ra quyết định chiến đấu, Điều này giúp họ vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi bị mất đi hàng loạt chỉ huy cấp cao. Về tiềm lực, Hezbollah được cho là có khoảng 50.000 thành viên, trong đó có một nửa là lực lượng dự bị. Họ còn sở hữu kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, nhiều loại có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Các đơn vị tên lửa của họ được huấn luyện để có thể thiết lập vị trí, khai hỏa và rút lui chỉ trong thời gian ngắn. Giáo sư Gjest nhận định, mục tiêu của Hezbollah không phải là đánh bại hoàn toàn Israel mà là ngăn cản đối phương đảm bảo được an ninh. Chiến thuật này đã từng được Hezbollah áp dụng thành công trong cuộc xung đột năm 2006, khi các đơn vị nhỏ của họ đẩy lùi được các đơn vị xe tăng Israel nhờ am hiểu địa hình phức tạp ở miền Nam Liban. Kinh nghiệm từ việc tham gia cuộc nội chiến Syria cũng giúp các thành viên Hezbollah trau dồi khả năng đối phó với các phương tiện quân sự thông thường. Sau hơn một tháng giao tranh, Israel vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được bất kỳ ngôi làng nào ở miền Nam Liban, cho thấy tính hiệu quả trong chiến thuật của Hezbollah. Như vậy, dù đã mất đi phần lớn lãnh đạo cấp cao và chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, cấu trúc tổ chức phi tập trung cùng chiến thuật du kích linh hoạt đã giúp Hezbollah duy trì được khả năng tác chiến và tiếp tục gây áp lực lên Israel. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, bộ này đã chi 530 triệu đô la Mỹ để tăng tốc phát triển hệ thống phòng không laser mang tên tia thép Iron Beam Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ shekel, đồng tiền Israel sẽ tăng cường đáng kể việc mua sắm các hệ thống đánh chặn laser Iron Beam. Hệ thống này nhằm mục đích cải thiện khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái và các loại đạn khác mà Hezbollah ở Liban đã bắn vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza để hỗ trợ cho đồng minh Hamas. Hệ thống Iron Beam sẽ bổ sung năng lực phòng thủ cho hệ thống vòng sắt Iron Dome, vốn không thể đánh chặn mọi loại đạn từ nhóm vũ trang Liban dẫn đến thương vong cho dân thường và quân đội. Bộ Quốc phòng hợp tác với Rafael và Enbit trong phát triển hệ thống này dự kiến đưa vào hoạt động trong vòng một năm. Đầu tháng 10, Israel đã nhận gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó 5,2 tỷ đô la Mỹ dành cho các hệ thống phòng không, bao gồm phát triển hệ thống laser. Hệ thống phòng không hiện tại của Israel có nhiều lớp bảo vệ, giúp đánh chặn tên lửa và rocket từ Gaza và Liban Trước đó, công ty quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense System cũng đã công bố phiên bản mới nhất của hệ thống vũ khí laser năng lượng cao. Beam tại sự kiện hiệp hội lục quân Mỹ, AUSA tại Washington DC diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10. Được thiết kế để vô hiệu hóa nhanh chóng và chính xác các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái UAV, tấn công bầy đàn, Beam đại diện cho những tiến bộ trong công nghệ phòng thủ chính xác. Hệ thống laser 10 kW sẽ giúp nâng cao năng lực bảo vệ lực lượng hoạt động trên bộ, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành. Lightbeam nằm trong chiến lược mở rộng ứng dụng vũ khí năng lượng định hướng của Rafael, nhằm chống lại nhiều mối đe dọa trên không và trên bộ. Hệ thống này là phiên bản cải tiến của hệ thống phòng không laser Iron Beam, một hệ thống vũ khí laser cố định 100 kW, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách vài km. Phù hợp với các phương tiện hạng nhẹ, Lightbeam có thể được triển khai tại nhiều khu vực khác nhau cho phép chống lại nhiều mối đe dọa từ máy bay không người lái đến tên lửa, đạn cối. Ngoài ra, hệ thống còn có thể vô hiệu hóa các thiết bị nổ tự chế IED và các mối đe dọa khác trên mặt đất, giúp tăng tính linh hoạt của hệ thống trên tiền tuyến. Với phạm vi hiệu quả từ vài trăm mét đến khoảng 2.000 mét, BIM có khả năng theo dõi chính xác mục tiêu thông qua hệ thống theo dõi tiền tuyến. Lightbeam cũng có thể được trang bị các hệ thống chống máy bay không người lái CUAV khác tính mô đun của nó cho phép lắp đặt trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm xe bọc thép tàu và phương tiện mặt đất cố định hãng reuters dẫn nguồn tin quân đội israel mới đây cho biết đã bắt giữ những người tình nghi là các chiến binh hồi giáo hamas trong một cuộc đột kích vào bệnh viện kaman adwan ở phía bắc gaza theo thông báo của quân đội israel Lực lượng này đã bắt giữ khoảng 100 đối tượng từ khu phức hợp, bao gồm cả những người đã cố gắng trốn thoát trong quá trình sơ tán dân thường. Tờ Telegraph dẫn tin từ quân đội Israel cho hay, bên trong bệnh viện Kaman Adwan ở Jabalia, phía bắc Gaza và các khu vực quanh đó, các binh sĩ đã tìm thấy vũ khí, quỹ khủng bố và tài liệu tình báo. Israel cho biết các chiến binh Hamas cố thủ trong bệnh viện Kaman quan Một quan chức Israel nói một số đối tượng khủng bố đã được xác định danh tính đã cải trang thành nhân viên y tế nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra cả y bác sĩ cuộc đột kích vào bệnh viện là một phần trong cuộc tấn công mới của israel ở phía bắc gaza vốn được phát động hồi đầu tháng này sau khi hamas tập học lại ở sabalia israel cho biết các chiến binh hamas đã nhiều lần hoạt động bên trong các bệnh viện trên khắp giải gaza tuy nhiên các quan chức y tế ở gaza đã bác bỏ sự hiện diện của thành viên hamas tại bệnh viện cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza đã kêu gọi các nhân viên mới gia nhập bệnh viện Kaman Akwan để giúp càng nhiều người bị thương và bệnh nhân càng tốt sau cuộc đột kích của Israel. Ngoài ra, cơ quan này cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế nhanh chóng cử các nhóm phẫu thuật đến bệnh viện. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã để lại những hậu quả nhân đạo sâu sắc. Người dân Gaza hiện đang sống trong sự tàn phá, nền kinh tế đang bị hủy hoại và những cuộc không kích, tấn công bằng tên lửa đã trở thành điều bình thường mọi người dân nơi đây đều mong mỏi một giải pháp hòa bình bền vững nhưng triển vọng cho điều này dường như ngày càng xa vời hơn yêu cầu chính từ cộng đồng quốc tế là thực hiện một lệnh ngừng bắn lâu dài ngăn chặn tình trạng thảm sát dân thường và dỡ bỏ phong tỏa gaza để đảm bảo viện trợ nhân đạo được cung cấp cho những người cần các biện pháp này là cần thiết để giảm bớt đau khổ và tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình bền vững